5 món tuyệt đối không được ăn với trứng. Xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức khỏe đời sống HTTV3. Và thưa với lại các bác, thì video ngày hôm nay tôi xin được chia sẻ đến với lại các bác hai cái phần như sau. Phần thứ nhất tôi xin được chia sẻ đến với lại các bác đó là 5 cái loại món ăn, thực phẩm chúng ta tuyệt đối không có được kết hợp với trứng vì nó có thể gây ra độc tố, gây hại đến tính mạng các bác nha. Và phần thứ hai tôi xin được chia sẻ đến các bác 4 cái loại món ăn mà giúp kết hợp với nhau ấy, nó sẽ giúp cho các bác tăng cường sức khỏe, cải thiện bệnh tật và giúp các bác khỏe mạnh lên mỗi ngày. Vâng, và bây giờ thì mời các bác chúng ta cùng đi vào vấn đề chính của video. Thưa với quý cô bác anh chị, thì trứng là một trong những cái món ăn quá là quen thuộc và chúng ta cũng biết rằng trứng là một cái món ăn bổ dưỡng và bất cứ ai thì cũng có thể ăn được trứng, đúng không ạ? Các bác có thể thấy là kể cả những cái người ăn chay ấy, thì họ cũng có ăn trứng được. Bởi vậy mà trứng là cái món ăn không thể thiếu vì nó có thể bồi bổ cho cơ thể này và tăng cường sức khỏe này, và nó có chứa rất nhiều chất, gần như là đủ những cái chất cho cơ thể. Bởi vậy mà ăn trứng là cái yếu tố vô cùng quan trọng trong mỗi bữa ăn. Và đặc biệt là với những người ở phương Tây, các bác có thể thấy là hầu hết là bữa sáng của người ta đều có trứng. Nhưng thưa với lại các bác, ngược lại thì rất ít người biết rằng cái món trứng ấy thì có thể kết hợp được với cái gì và không thể kết hợp với cái gì. Và thưa với các bác, điều đầu tiên mà cái người Việt Nam chúng ta hay có nhất và chúng ta có thể vô tình ăn uống phải, đó là mỗi một buổi sáng chúng ta ăn cơm ăn sáng xong thì chúng ta sẽ thường là uống nước trà, đúng không ạ? Bởi vậy mà trong trứng ấy và nước trà ấy, nó lại có những cái chất kích thích gây ra độc tố với nhau. Bởi vậy các bác lưu ý là nếu như chúng ta ăn trứng ấy, là chúng ta không có kết hợp với lại nước trà và quả hồng các bác nhá. Đấy, nếu như chỉ là trứng với nước trà thì có thể không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng nếu như chúng ta kết hợp trứng, nước trà và quả hồng, có nghĩa là chúng ta ăn gần nhau quá ấy, thì có thể gây ra đến lượng độc tố trong cơ thể. Bởi vậy các bác lưu ý hãy sử dụng giấy bút để ghi lại các bác nhá. Thứ hai là thưa với quý cô bác anh chị, đó là trứng và bột ngọt. Bột ngọt hay còn gọi là mì chính, ở nhiều nơi gọi như vậy. Thế thì thưa với các bác là hai cái thứ này kết hợp với nhau là không có được đâu. Kết hợp nếu cho ít thì không sao, nhưng nếu chúng ta cho nhiều, và có rất nhiều người lại có cái sở trường ăn cái bột ngọt này rất là nhiều luôn, nên là nếu chúng ta kết hợp và thậm chí là chúng ta rang trứng ấy, chúng ta cho nó cháy xém chẳng hạn, cháy đến cái bột ngọt này thì nó có thể gây ra những cái loại độc và lâu ngày tích tụ lâu ngày dài tháng trong cơ thể thì có thể ảnh hưởng tới gan thận. Bởi vậy các bác lưu ý là mỗi khi chúng ta làm trứng ấy, chúng ta có thể là pha thêm những loại gia vị khác và hạn chế cái lượng gia vị bột ngọt đi các bác nhé, vì bản chất của trứng cũng đã ngọt sẵn rồi, các bác lưu ý nhá. Thứ ba là thưa với các bác, trứng với đường, trứng với đường là cũng không có đem lại tác dụng tốt đâu. Nên là nếu những bác nào mà đặc biệt là người miền Nam ấy, là thường hay có cái món ăn là chúng ta hay cho thêm đường vào. Thế nếu mà các bác mà cũng cho đường vào cái trong cái món ăn của trứng nhá, thì các bác cũng lưu ý nhá, vì hai cái thứ này nó cũng có thể tạo ra những cái chất độc. Thứ tư là thưa với các bác, đó là trứng và sữa đậu nành. Trứng và đậu nành thì đều là hai cái thứ rất là bổ và rất là tốt đối với sức khỏe. Tuy nhiên nếu hai cái này kết hợp với nhau thì nó lại không tốt. Nên các bác nào mà có ăn trứng ấy, thì chúng ta có thể dùng cái bữa sáng của chúng ta, hoặc là lúc ăn uống ấy, thì chúng ta không có uống với đậu nành, vì cái sữa đậu nành và trứng này nó lại có thể sinh ra những cái độc tố các bác ạ. Thứ năm là thưa với quý cô bác anh chị, đó là trứng và thịt ngỗng cũng như là thịt thỏ. Hai cái loại thịt này là tuyệt đối các bác nhá, không có ăn kết hợp với trứng đâu. Nếu như trứng mà ăn với thịt ngỗng ấy, có thể có những người ăn vào ngộ độc và có thể là còn tử vong ngay. Bởi vậy mà những bác nào chưa biết ấy, thì các bác nhớ truyền đại cho con cháu của mình để con cháu biết cách mà phòng tránh các bác nhá. Và phần thứ hai thì tôi xin được chia sẻ đến các bác 4 cái loại món ăn chúng ta nên ăn cùng nhau, tăng thêm cái dinh dưỡng và tăng thêm sức khỏe cho các bác. Thứ nhất là thưa với quý cô bác anh chị, đó là táo và sô-cô-la đen không đường. Hai cái món đồ ăn này được kết hợp với nhau thì nó lại tạo ra những cái thứ rất là tốt đối với cơ thể con người. Người phương Tây thì có cái câu rằng nếu mỗi một ngày ăn một quả táo có thể giúp cho các bác không bao giờ phải tới bệnh viện. Và cái sô-cô-la đen ấy, khi kết hợp với táo nó sinh ra những cái chất rất là tốt. Và đặc biệt là cái quả táo ấy, chúng ta nên ăn là ăn cả vỏ,
vì cái vỏ của táo này nó có chứa được rất là nhiều chất, và không những là nó giúp cho các bác cải thiện sức khỏe đâu mà nó còn giúp bảo vệ được chúng ta khỏi những cái căn bệnh tật nữa cơ. Nên là nếu quý cô bác anh chị nào mà có cái điều kiện một chút đấy thì chúng ta nên ăn táo, nên mua những loại táo mà trong siêu thị có những cái mã số có thể sử dụng nguyên cả vỏ ấy, táo sạch thì để sử dụng cả vỏ các bác nhé. Thứ hai là thưa với các bác, đó là quả bơ và cải bó xôi. Theo nhiều nghiên cứu thì cho thấy rằng hai cái loại này mà kết hợp với nhau là nó có thể đem lại những tác dụng rất là tốt đối với sức khỏe. Các bác có thể tạo ra những cái món ăn salad từ quả bơ cộng với lại cải bó xôi để giúp cho tăng cường sức khỏe và cái hệ tiêu hóa của chúng ta sẽ tốt lên. Thứ ba là thưa với quý cô bác anh chị, đó chính là nghệ và tiêu đen. Hạt tiêu mà kết hợp với lại nghệ, bột nghệ thì lại đem ra những cái chất rất là tốt, nó lại còn tốt cho cả đường tiêu hóa và đường ruột. Các bác hãy tìm hiểu những cái phương pháp kết hợp từ tiêu đen và bột nghệ để giúp cho các bác luôn có được sức khỏe tốt các bác nhé. Thứ tư là thưa với quý cô bác anh chị, đó chính là đậu cô ve và khoai tây. Hai cái món này khi mà kết hợp với nhau nó sinh ra những cái chất rất là tuyệt vời. Nó giúp cho cái hệ tiêu hóa của các bác được khỏe mạnh và giúp cho chúng ta tạo ra những cái màng bảo vệ sức khỏe các bác ạ. Nên nếu bác nào mà có trong bữa ăn của chúng ta ấy, có hai cái món này thì các bác yên tâm, nên thường xuyên có thì sẽ tốt hơn cho cơ thể của mình các bác nhé. Và thưa với quý cô bác anh chị thì trên đây là những cái thông tin về những món đồ ăn có lợi cũng như là có hại đối với sức khỏe. Hy vọng rằng với video này sẽ giúp ích cho các bác biết cách lựa chọn những loại thực phẩm kết hợp với nhau tốt cho sức khỏe của gia đình và của chính bản thân. Nếu như các bác cảm thấy video có hữu ích, đừng quên là chia sẻ nó cho nhiều người được biết. Các bác cũng nhớ là giữ nút đăng ký và nút chuông vì tôi còn quay trở lại với các bác với rất là nhiều những video bổ ích khác nữa. Và bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.